Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thị xã Đông Triều trải qua 2 đợt chống dịch COVID-19 với diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều khó khăn thách thức, tác động trực tiếp, toàn diện, sâu sắc đến tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Với một địa phương có vị trí cửa ngõ như Đông Triều, những thách thức đặt ra trong công tác phòng chống dịch, duy trì đà tăng trưởng là vô cùng lớn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Đông Triều đã vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa giữ được địa bàn an toàn, vừa đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ thị xã Đông Triều xác định là nhiệm vụ then chốt, thực hiện thường xuyên trong năm 2021 và đạt kết quả toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương gắn với thực hiện nghị quyết số 19 ngày 2 tháng 3 năm 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chỉ đạo tích cực, khẩn trương, cấp ủy, hệ thống chính trị toàn thị xã đã phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu một lần được 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, 463 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, yêu cầu phòng chống dịch, thực sự là ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, 99,96%, cao hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh. Ngay sau cuộc bầu cử, bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời được kiện toàn với 20 trên 21 đồng chí bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, 17 trên 21 đồng chí bí thư không phải người địa phương. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở ngày càng có hiệu quả, rõ nét, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể, thông qua đa dạng các phong trào hoạt động gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Về công tác kiểm tra giám sát thanh tra của thị xã năm 2021 đã thực hiện 28 cuộc gắn với tình hình thực tế. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên cũng đã được quan tâm chú trọng. Trong năm 2021, thực hiện điều động, chỉ định, bổ nhiệm đối với 19 lãnh đạo quản lý. Tổng số đảng viên kết nạp mới là 331 đảng viên, vượt 11,07% so với kế hoạch năm. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Công tác tuyên giáo giữ vai trò định hướng, đi trước mở đường. Đảng bộ thị xã trong thời gian qua đã luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đặc biệt là trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, đối với công tác thông tin tuyên truyền được thị xã chỉ đạo một cách hết sức bài bản, quyết liệt, kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quan tâm, cũng đã góp phần tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, các quan điểm sai trái thù địch, bịa đặt xuyên tạc, góp phần định hướng, ổn định tư tưởng cho nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, là nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đông Triều tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, văn hóa và con người Đông Triều để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022. Năm 2021 với thị xã Đông Triều là một năm vô cùng đặc biệt. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhân dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Dịch bệnh COVID-19 đợt 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị xã Đông Triều và diễn biến phức tạp chưa từng có. Tuy nhiên, bằng tinh thần khẩn trương, thân tốc trong lãnh đạo chỉ đạo, thân tốc trong truy vết, thân tốc trong khoanh vùng, kiên trì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thị xã Đông Triều đã khóa chặt ổ dịch trong vòng 7 ngày, giữ được địa bàn là vùng xanh an toàn. Đối với đợt dịch lần thứ tư trước cơn bão biến thể Delta và thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển đổi trạng thái chống dịch từ zero COVID-19 sang sống chung an toàn với dịch bệnh. Có thể nói, cùng với phương châm 3 trước 4 tại chỗ, chủ động dự phòng từ xa, từ sớm, thì bài học của thị xã Đông Triều chính là luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong từng cộng đồng, nhất là từ cơ sở với những mô hình phong trào thiết thực cụ thể. Thị xã đã thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã và các xã phường, kiện toàn 5 tổ công tác tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để chỉ đạo, xử lý các công việc phát sinh, thành lập 22 trạm y tế lưu động tại 21 xã phường và 368 tổ COVID-19 tại các thôn khu phố với 1.722 người tham gia. Chỉ đạo thành công công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng, mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung an toàn. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch, nâng cao hơn nữa mức độ sẵn sàng thích nghi và ứng phó thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở, doanh nghiệp, người dân. Thị xã Đông Triều là một trong những địa phương điển hình của tỉnh Quảng Ninh, đi đầu, sẵn sàng và nhanh chóng, kịp thời vững vàng chuyển trạng thái. Phải nói là trong năm 2021, thị xã Đông Triều trải qua 2 đợt dịch. Song với quan điểm chỉ đạo của thị xã là sức khỏe của nhân dân là trên hết, là trước hết. Cho nên là trong năm 2021, Ủy ban thị xã đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã là xây dựng các cái kế hoạch và phương án phòng chống dịch sẵn sàng ở các cấp độ dịch. Cho nên là các đợt dịch trên địa bàn thì đều được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và không để lây lan dịch bệnh ra thành ổ dịch lớn và chấm dứt các cái đợt dịch nhanh nhất. Năm 2021 tiếp tục đánh dấu thế mạnh của thị xã Đông Triều trong thực hiện 3 đột phá chiến lược liên quan đến cải cách hành chính, hạ tầng và nguồn nhân lực và tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục gánh trọng trách là lĩnh vực kinh tế chủ lực của địa phương. Các ngành khai thác khoáng sản, sản xuất điện và phân phối điện, chế biến chế tạo đều cho giá trị và sản lượng từ 100% trở lên so với kịch bản. Dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của thị xã, giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại năm 2021 đạt 7.063 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp thị xã đã có 1 năm thành công. Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thị xã đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Điển hình là việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa, cây cảnh và na Đông Triều. Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều có tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quan trọng hơn là sinh kế, đời sống của hàng nghìn hộ nông dân vẫn được duy trì ổn định và phát triển. Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Trong năm có thêm 2 xã Bình Dương, Thủy An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu thị xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thành lập thành phố vào năm 2022, thị xã đã rà soát, đánh giá hiện trạng và nâng cấp các tiêu chí thành lập phường của các xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức. Kết quả rà soát 4 tiêu chuẩn, 17 chỉ tiêu đến nay, cơ bản các xã đã đạt các tiêu chuẩn, chỉ tiêu theo quy định. Trong công tác quy hoạch, thị xã đã cập nhật điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Thị xã cũng đã có chương trình khảo sát, định hướng, khớp nối, điều chỉnh quy hoạch chung với các địa phương liền kề là thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thị xã đã chỉ đạo tổ chức thành công lễ phát động phong trào thi đua thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ tỉnh lộ 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân golf Đông Triều với tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng do công ty cổ phần sân golf Sipat làm chủ đầu tư. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục phát huy hiệu quả vị trí dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2020. Thị xã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thành lập mới 166 doanh nghiệp, đạt 110,7% chỉ tiêu kế hoạch giao. Với những kết quả nổi bật trên đây, đã góp phần nâng tổng giá trị sản xuất năm 2021 trên địa bàn thị xã đạt 25.005 tỷ đồng, đạt 100,1% mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, nông lâm nghiệp và thủy sản 7%, công nghiệp và xây dựng chiếm 65,6%, dịch vụ thương mại chiếm 27,4%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.030 USD. Năm 2021, năm đầu tiên thị xã Đông Triều thực hiện tự cân đối ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thị xã đã hoàn thành mục tiêu tự chủ ngân sách với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.263 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 67% dự toán tỉnh giao, tăng 12% dự toán thị xã giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những dấu ấn mới với những gam màu tươi sáng trong bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều. Văn hóa thể thao thông tin tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Nhân dân và cán bộ thị xã Đông Triều được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ các di tích danh thắng trên địa bàn được quan tâm đầu tư, tổ chức khánh thành chùa Am Ngọa Vân và hoàn thành tôn tạo một số di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần, di tích cấp quốc gia Đền An Biên. Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ về giáo dục đào tạo năm học 2020-2021 cơ bản đảm bảo và vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm 2021, toàn thị xã giảm 154 hộ cận nghèo, đạt 154% kế hoạch, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,52%. Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trong đó đã triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, tín dụng đen, tăng cường triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. Đến ngày 31 tháng 12, chủ đề công tác năm 2021 giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố gắn với tự chủ về ngân sách của thị xã Đông Triều đã về đích thành công. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 đã khẳng định xây dựng Đảng chính là cơ sở, là nền tảng, xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã nhanh và bền vững. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh tặng cờ dẫn đầu toàn tỉnh cho Ban tuyên giáo, Ban dân vận thị ủy và tặng bằng khen cho cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra thanh tra thị xã. Nhân dân và cán bộ thị xã Đông Triều được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021. Năm 2021 thị xã Đông Triều chúng ta triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Triều với một cái truyền thống đoàn kết, với một cái sự thống nhất cao từ ý chí đến hành động, rồi với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, khoa học từ thị xã đến cơ sở, thì chúng ta đã hoàn thành và vượt mức các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Với phương châm chủ động từ xa, từ sớm, chúng ta đã đánh giá nhận định tình hình để chúng ta xác định được những cái khó khăn, thách thức của từng lĩnh vực. Để từ đó chúng ta đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mang tính trọng tâm trọng điểm, tập trung tác lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn, đảm bảo có hiệu quả cao nhất. Chúng ta đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid từ cái giai đoạn mà thực hiện cái Zero Covid sang một cái trạng thái thích ứng một cách linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid trên địa bàn theo đúng tinh thần của nghị quyết 128. Và chúng ta giữ được địa bàn an toàn, không để xảy ra các ổ dịch lớn. Từ đó mà chúng ta duy trì, khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội ở trên địa bàn. Chúng ta vẫn là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, và chúng ta đã hoàn thiện được các cái chỉ tiêu thành lập thành phố Đông Triều và các xã lên phường. Chúng ta đã hoàn thành được cái mục tiêu là tự chủ ngân sách. Đây là mục tiêu quan trọng, là chỉ số tổng hợp để khẳng định các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của chúng ta là hoàn thành một cách thắng lợi. Nhìn lại năm 2021, kết quả lớn nhất của thị xã Đông Triều không chỉ là những con số đã đạt được trong năm, mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị. Vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc có lẽ là cảm xúc chung của tất cả người dân thị xã Đông Triều ở thời điểm này, khi nhịp sống trong trạng thái bình thường mới được tiếp tục trở lại. Là một công dân ở thị xã Đông Triều, tôi rất là tự hào. Trong cái năm 2021 vừa qua, thị xã Đông Triều đã đạt được các cái chỉ tiêu đề ra, nhân dân đồng tình ủng hộ. Những bài học kinh nghiệm được tổng kết và những kết quả tiêu biểu trong năm 2021 là nền tảng vững chắc và là động lực để thị xã Đông Triều vững vàng, tự tin bước vào chặng đường mới với một tâm thế mới, một diện mạo mới của thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thị xã Đông Triều tiếp tục giữ vững địa bàn, thích ứng an toàn, ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái bình thường mới, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, tiếp tục gặt hái thêm những thành quả cao hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Năm 2021 thì mặc dù có nhiều cái khó khăn, thách thức, nhưng thị xã Đông Triều chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các cái mặt công tác. Thì để đạt được những kết quả trên thì chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm sau. Thứ nhất là tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tiến công, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Hai là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát các chủ trương của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, và tích cực khai thác hiệu lực hiệu quả các cái nguồn lực, phát huy được nội lực và tập trung thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ba là chúng ta đã xác định rõ các cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, trong đó lấy phát triển kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Thứ tư là chúng ta đã làm tốt cái công tác dân chủ cơ sở để tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các cái chủ trương lớn về phát triển kinh tế xã hội. Thứ năm là chúng ta đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực và đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên. Sang năm 2022 thì chúng ta đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Tôi đề nghị toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục đoàn kết để thực hiện thành công chủ đề công tác năm là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, lập và quản lý hiệu quả quy hoạch gắn với việc thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thành lập thành phố Đông Triều. Trong đó thì chúng ta tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược. Là thứ nhất là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức và lối sống, tập trung cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển đồng hành cùng các doanh nghiệp, người dân, làm tốt công tác lập và quản lý quy hoạch, xây dựng hệ thống chính quyền thật sự liêm chính, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường công tác lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Hai là chúng ta tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, trong đó thì trọng tâm là hạ tầng giao thông để đẩy mạnh và tạo liên kết vùng, nội vùng, tập trung phát triển các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ba là chúng ta quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tuyển chọn và thi tuyển bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và đảm bảo cho cán bộ công chức đáp ứng tương xứng với yêu cầu của chính quyền đô thị gắn với việc thành lập thành phố Đông Triều. Đồng thời cũng quan tâm đến việc đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với yêu cầu phát triển các dự án trên địa bàn thị xã. Với những kết quả và những thành tích của chúng ta đạt được trong năm 2021 thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, sẵn sàng đón những thời cơ vận hội mới để phát triển và thành lập thành phố Đông Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển và bản lĩnh kiên cường mãi là mạch nguồn, là sức mạnh nội sinh cùng với thu hút những nguồn lực đầu tư chiến lược để Đông Triều sẵn sàng đón chào năm mới 2022 với quyết tâm trở thành địa bàn an toàn, ổn định, phát triển, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và sự hưng thịnh của cả quốc gia.